thử thách ăn tô phở này nha cả nhà. Đó, ăn tô phở này với thời gian 5 phút thì các bạn sẽ comment cho Toàn thử coi anh này trong vòng 5 phút ảnh ăn hết hay là không. Ok. Rồi bây giờ Toàn chuẩn bị kêu phở đây. Đó. Thì tô phở ở đây á có giá rất là rẻ. Đó, với 9 đồng 75 mà thôi. Và ở Don Cà Phê. Đó. Speak a language from my... hồi nãy Toàn hỏi anh bạn này là đã từng ăn thử thách tô phở này chưa, thì anh nói ảnh đã từng thử thách nhưng điều không phải là ăn phở mà là ăn cơm đó. Còn ngày hôm nay là lần đầu tiên ảnh thử thách, ảnh cũng không biết là ảnh có thử thách được tô phở thì 5 phút không, thì ảnh cố gắng đó, thì ảnh sẽ cố gắng trong ngày hôm nay đó. Ok, now I call phở, ok, and we see you finish or no finish, ok. Alright. Liu, before I waiting the noodle coming out, I ask you, you like the Vietnamese food? I like banh mi sandwiches. Good. Banh mi sandwich. Good. How about the noodle? I don't really try the noodles, but sandwiches good, good, good. Good. Bạn người Mỹ này thì hỏi anh có thích đồ ăn người Việt mình không? Thì anh Mỹ này nói anh rất là thích. Đó. Thứ nhất là bánh mì. Thứ hai là phở, thứ ba là chả giò, đó là một trong những cái mà anh thích nhất. How about your family? My wife like phở. Right. My daughter like phở. And my son like banh mi. And that one, you when you go to restaurant for Vietnamese and huh? You try everything, right? Phở, bánh mì, everything. Huh? Oh so, yeah, yeah. That's what we call buffet. Buffet, yeah. Yeah. Thì nãy Toàn hỏi thì ảnh nói gia đình ảnh khi đi thì mỗi người sẽ thích một vị. Vợ ảnh thì thích phở, ảnh thì thích bánh mì, con ảnh thì thích tùm lum. Đó, đây là tô phở đây cả nhà. Đây là tô phở. Đó, cho cả nhà xem. Đó. Và ảnh thử thách trong vòng 5 phút nha cả nhà. Đó, thì hôm nay là ngày lần đầu tiên ảnh mới ăn nhanh như vậy và Toàn cũng chưa bao giờ mà thử thách ăn nhanh gì hết. Ok. You set up everything before you ready. Ok. Đó, Toàn sẽ kêu hai ổ bánh mì nữa. Đó. Đó, hai ổ mì các bạn nhìn xem không? Hai ổ bánh mì này để Toàn coi là giá bao nhiêu tiền. Ok, hai ổ bánh mì giá là 4 đồng 75 nha cả nhà. Đó, 4 đồng 75 cho một ổ mà bây giờ người ta cắt ra đó là barbecue, tức là bánh mì nhận thịt barbecue đó cả nhà. Ok. Ok. Before you try, yeah, huh? I see, very, very hot. Man, this is very hot, man. I regret it. Cả nhà ơi, phải chờ cho nó nguội một chút xíu. Ảnh người bạn này nói là còn nóng quá, ảnh ăn chưa có được. Đó, thì bây giờ Toàn sẽ chờ cho nó nguội chút xíu thì Toàn sẽ bấm giờ, ảnh sẽ thử thách coi trong vòng 5 phút đó, coi ảnh có ăn hết không. Ảnh muốn thử thách tại vì ảnh cũng thường thích đồ Việt á. Bây giờ cả nhà còn đương chờ cái tô phở nguội một chút xíu để cho ảnh mới ăn, tại vì hiện tại bây giờ tô phở quá nóng nên ảnh chưa có ăn được đó. Thì bây giờ đây là bánh mì nha cả nhà. Bánh mì barbecue, đó là thịt nướng nhận trong này đó, rất là ngon. Ở đây cắt ra làm đôi đó, thì bây giờ đương chờ ảnh cho tô phở nguội để ảnh thử thách trong vòng 5 phút đó. Thì bây giờ Toàn xin phép xin mời cả nhà cùng ăn với Toàn nha. You like bánh mì? Yes. Wow, bánh mì ở đây làm rất là ngon nha cả nhà. Đó. Mình nhìn thôi.
Wow. Hả? Ngon mà giòn, rất là đã luôn. Đó là ngon giòn, tuyệt vời. Cả nhà, bây giờ nói chung là tô phở cũng đã hơi nguội rồi. Thì Toàn muốn thử thách, thì Toàn muốn nếu mà bạn ấy nếu mà ăn hết tô phở trong vòng 5 phút thì được, bạn ấy sẽ, bạn Liêu sẽ lấy 50 đô này. Còn nếu mà không hết thì chỉ được ăn thôi nha nha cả nhà. Ok, I give you $50 if you finish. Okay? And if you don't finish, I take back for $50. You just eat only today. Okay. How you think? Good. Okay, and you 1, 2, 3. Okay, cả nhà. Rồi anh ăn. Oh. Cái thời gian này để cho cả nhà đều thấy. À, anh ăn trong vòng 5 phút nha cả nhà. You need to eat everything, okay? The noodle and the soup, everything. 5 minutes. If you finish, you can take $50. I give to you. No water? Yeah, water if you want. Time. 2:35. 2:35. Left. Yeah. 2:50. À, 3 minutes. Cái này thỉnh thoảng nó bị mờ nha, đôi khi cái màn hình đó, đó. Anh Toàn phải chỉnh đó. For a minute. Man, I'm fucking busy.
$50, baby. Come on. Very hot. Oh. Nghĩ chắc anh ấy không hoàn thành quá. Time. 4 minutes 22 seconds. 4 minutes 25 seconds. 4 minutes 30 seconds. Four minutes, 40 seconds. Four minutes, 50 seconds. Rồi anh ấy không hoàn thành rồi. Okay, that's it. And go ahead try. Go ahead try. How long you finish? Over 5 minutes already. But I want to see. Chắc gì tô phở lớn quá nên là nước ảnh hút không có nổi cả nhà ơi, thì nước phở còn nóng quá. Six minutes. Six ten. Oh my God. You finish at 6 minutes 33 seconds. Yeah. Whew, damn. It's hot, man. You never know. I didn't get a taste of taste it. Man, I had to go Okay. But still good. Still good. Yeah. Okay. Thì nãy Toàn nói thì trong vòng 5 phút ảnh không ăn được ngày hôm nay bởi vì nước phở còn quá nóng đó, nên ảnh cố gắng ảnh ăn thì còn cứ để hết cái thời gian ảnh ăn hết tô phở thì đó là 6 phút gần như là 33 giây. Đó thì ảnh cũng ăn rất nhanh. Thì ảnh muốn lần sau đi đến thì ảnh sẽ làm cho cái nước phở nguội chút xíu, ảnh có thể là thử lại trong vòng 5 phút. Đó. Thì nếu mà cả nhà cảm thấy cái video này hay thì cả nhà hãy subscribe, share và like cho Toàn nha. Và nếu mà các bạn muốn Toàn làm về cái thử thách ăn giống như vậy thì các bạn hãy comment cho Toàn biết nha. Tại vì cũng một số anh bạn người nước ngoài á cũng muốn thử thách là ăn giống như vậy. Đó. Thì Toàn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà một cái video lần khác nha. Ok. Bye. Subscribe. Ok. Okay. Thank you, Leo. I want to see you next time. You try one more time, ok? Ok. Okay. Now. I take $50 back or what? You yeah. See? Okay, next time I want you take it. Okay? Okay. 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 Bye, cả nhà.